Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình về trên tay được một chiếc Parallels mới. Cũng đã khá lâu rồi thì iSet mới về thêm được chiếc Parallels này. Và chiếc Parallels này thì lại là một chiếc rất là đặc biệt các bạn nhé, là phiên bản limited chỉ có 100 chiếc thôi. Mình sẽ cùng lên tay cho anh em. Chiếc này mình mua của Zoma Shop, của Grand Market gần như là nổi tiếng nhất, đó là Zoma Shop ở Mỹ. Như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái tag là Parallels này với cái mã là A1097-3. Rồi. Ở trong thì làm cái hộp thì khá là xịn sò. Hộp này thì được làm với một cái lớp phủ ở ngoài là nhung các bạn ạ. Với cái lớp phủ này của chúng ta thì thường là nó sẽ đẹp vào lúc đầu, nhưng mà một thời gian thì cái lớp này nó bị bong ra, nó nhìn rất là xấu các bạn nhé. Cho nên là anh em có mua thì mua sớm thì chúng ta sẽ có một cái hộp rất là đẹp. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng cùng với đó là cái certificate. Tuy nhiên đây là mua Grey Market cho nên là các bạn sẽ thấy là không có dấu. Chúng ta sẽ cùng mở ra. Đó. Chiếc này thì như các bạn nhìn qua thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc thuộc dòng Turbine, dòng này là một trong những cái dòng mà mình rất là thích của Parallels, vì thực sự là nó có cái mặt, một cái mặt dial rất là ảo diệu. Chiếc Parallels Turbine này thì của mình nó là một chiếc Parallels Turbine Year of the Rat, tức là năm con chuột các bạn ạ. Đây là một phiên bản limited được làm theo 12 con giáp và nó dành cho thị trường châu Á. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có cái logo Parallels 1777 ở góc 12 giờ và nó được in ở phía mặt trong của kính sapphire. Đâm ra các bạn sẽ nhìn thấy là nó bay bổng rất là đẹp. Chúng ta sẽ có cái mặt dial được làm với 3 lớp. Lớp trên cùng của chúng ta thì như các bạn thấy nó sẽ là một cái lớp ở phía ngoài rìa này. Và lớp đó sẽ chứa 12 cọc số và có cả những cái cọc chia phút. Lớp thứ hai là cái 12 cánh quạt turbine, nó mô phỏng cái động cơ của máy bay. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có 12 cánh quạt và trên 12 cánh quạt này thì Parallels đã khắc 12 con giáp ở phía trên. Đây, con rắn này, con rồng này, các bạn có thể nhìn thấy rất rõ. Và đây là phiên bản Year of the Rat, tức là 5 con chuột, cho nên là riêng cái cánh quạt mà chứa con chuột của chúng ta thì nó sẽ được sơn đỏ. Và những cái chi tiết sơn đỏ này thì nó rất là nổi bật, cho nên các bạn có thể thấy là kim dây đỏ này, hình con chuột sơn đỏ và kể cả cái nền ở dưới của chúng ta cũng màu đỏ. Ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái nền đỏ cùng với đó là một hình ảnh chú chuột được vẽ khá là đẹp, và chú chuột này thì sẽ có màu vàng. Và để xem cái này thì chúng ta sẽ phải nhìn, đó các bạn có thể thấy là khi mà mình quay cái cánh quạt này tít này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh chú chuột vàng ở dưới. Đó, các bạn sẽ thấy ngay là hình ảnh chú chuột vàng. Cái 12 cánh quạt turbine này thì sẽ theo cổ tay của các bạn, thì cổ tay của các bạn thường là chúng ta đeo thì sẽ chuyển động, cho nên là cái cánh quạt turbine này nó sẽ xoay theo cái cổ tay của các bạn. Nó có một cái con quả lắc đảo ngược chiều, cho nên là các bạn có thể thấy ngay nó đảo rất là đẹp. Đây, mình sẽ quay lại cho anh em xem nữa. Đó, anh em có thể thấy rõ là hình con chuột ở phía dưới được làm rất là đẹp luôn. Và cái này thì dành cho anh em nào tuổi chuột thì phải nói là tuyệt vời. Kính của chúng ta sử dụng là kính sapphire và có lớp phủ chống lóa trong ngoài. Các bạn có thể thấy ngay cái lớp phủ chống lóa nó màu xanh và nó ánh tím này. Đó, chiếc này là mặt dial màu đen các bạn nhé, các chi tiết màu đen và màu đỏ nổi bật với nhau. Còn cái xanh này, lớp xanh này nó là AR, rất là ảo diệu. Cho nên tại sao mình nói là cái mặt dial của dòng này ảo diệu là vì thế. Đó. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một núm chính. Hai cái kim của chúng ta thì do chúng ta sử dụng cái màu sắc để cho nó nổi bật những cái chi tiết kia, cho nên là hai cái kim của chúng ta thì Parallels sử dụng luôn bộ kim màu đen đó. Và trong nhiều trường hợp thì các bạn cũng có thể là hơi khó xem giờ một chút, nhưng mà tổng thể thì chúng ta cũng vẫn xem bình thường, không có vấn đề gì cả. Phía bên phải chúng ta có một cái núm chính của Parallels, và núm này của chúng ta thì sẽ có logo chữ P ở phía trên, logo chữ P này, và các bạn thậm chí có thể là gạt cái cần này ra. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy ngay bộ máy in-house movement của Parallels. Bộ máy này thì được làm khá là đẹp. Đó, các bạn có thể thấy ngay cái củ văng của nó thì có cái logo Parallels và nó sẽ được làm skeleton để chúng ta có thể nhìn thấy. Bộ máy của chiếc này thì nó là bộ máy P321, và bộ máy này thì sẽ có 25 chân kính, 28.800 tần số động và khoảng 42 giờ tích cót. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin khác được in ở phía trong mặt kính sapphire như ở đây.
1097 Limited Edition, và chiếc mình có mua được này là chiếc 002 trên 100. Chúng ta sẽ có độ chống nước là 5 ATM Water Resistant, Sweet Matte và kính Sapphire. Với những cái độ chống nước 5 ATM như này thì các bạn có thể là đi mưa rửa tay, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không bơi các bạn nhé. Thì nếu như chúng ta bơi thì nó sẽ bị vào nước và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bộ máy. Đó. Các bạn có thể thấy ngay là bộ máy được làm với một cái tông màu là màu thép. Đó, và củ văng của chúng ta thì sẽ được làm với những cái vân Côte de Geneva từ cái tâm của cái này chuyển ra. Các bạn thấy rất là dễ dàng, bộ máy khá là đẹp. Đó. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một sợi dây cao su chính hãng, và sợi dây cao su này sẽ có một cái khóa như các bạn thấy ở đây là một cái khóa gập đi kèm. Khóa gập này khóa gập đôi. Đó, và để sử dụng được khóa gập này thì chúng ta sẽ lắp cái này vào. Các bạn sẽ tháo cái vít này ra và chúng ta sẽ lắp vào. Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta sẽ có những cái lỗ này, và chúng ta sẽ dùng cái đó để lắp vào khóa. Khi mà các bạn mua về thì chúng ta sẽ đo tay của chúng ta, và nếu như mà tay dài ngắn như nào thì chúng ta sẽ cắt bớt cái phần này đi. Ở đây thì họ có làm những cái rãnh này luôn, các bạn chỉ cần lấy cái dao chổ hoặc là nhiều chỗ gọi là dao tem đó. Thì chúng ta ấn vào đây và chúng ta cắt đi. Và những cái lỗ này thì nó sẽ được set up sẵn để cho các bạn cho vào hai cái này rồi. Cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rất là dễ dàng để chúng ta đeo chiếc đồng hồ này. Đó. Vì đây là một chiếc mới 100%, cho nên là mình sẽ không thể nào mà mình cắt và đeo thử cho anh em được. Mình chỉ có thể ướm lên tay thôi. Chiếc Perolet này thì có size là theo như hãng báo là 44mm. Tuy nhiên 44 là tính đến cái phần rìa tròn này các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy tính đến phần rìa tròn. Còn chiếc này thì đeo chỉ tương đương size 41 của hãng khác thôi. Và tay của nhân viên của mình thì tay 16, 16.5, thì chúng ta đều đeo được chiếc đồng hồ này. Anh em chỉ cần tay khoảng 16.5 là chúng ta đeo rất là dễ dàng chiếc Perolet Turbine Year of the Red này. Đó. Chiếc này thì có giá retail hãng khá là cao là 6.800. Thì với cái giá 6.800 thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 170 nếu như các bạn mua chính hãng. Còn hiện đợt rồi thì bên Zoma Shop họ có sale và mức giá sale rất là tốt, cho nên là mình bán với anh em cái mức giá phải nói là cực kỳ tốt với dòng này. Một chiếc mới 100%, được bảo hành 3 năm tại ICS và mức giá là 65 triệu. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Perolet này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.